À, xin chào anh em nha. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em là qua chi tiết cho anh em là một con đờn ông BMA 501. Em này có công suất rất là khỏe, 250W, 125W trên một vế một nguồn nha anh em. Con này chạy hai nguồn riêng biệt cho anh em chơi audio và nghe nhạc mà nghe nhạc vàng rất là hay trong toàn tiền. Con này em bán giá là 5 triệu. Rất là nhiều chức năng và rất là mới luôn, hàng em tiện bán test cho anh em à. Nên hàng rất là đẹp nha. Rồi. Anh em thấm âm nha. Sexy thì bé mèo xuất sắc luôn. Quay bàn giá 5 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Cái tình trạng là mới len keo. Rồi ha. Rồi, anh em thấm âm nha. Rất là khỏe nha. Anh nhất volume xí này. Ở đây. À. Xí thôi, rất là lớn luôn. Volume mới tầm 7 giờ thôi anh em. Này, lô cốt tăng cường bass cho đánh lo ba tắc nha anh em, thoải mái luôn nha anh em, rất là khỏe. Giá em nói là 5 triệu bao ship toàn quốc cho anh em. Rất là mới luôn nha. Mới tin lên nha này. Anh em mua những hàng đẹp như thế này á, về xài vừa nghe vừa trưng dùng rất là thích. Mọi chi tiết anh em xin liên hệ vào số điện thoại trên nha để được tư vấn và mua được sản phẩm đẹp nha. Rồi. Chào anh em nha.